Mùa thu năm 1863 thì năm 1893 thì ông đã khai phá ra mảnh đất cao nguyên Long Biên, chính là Đà Lạt chúng ta bây giờ. Và người ta nói cái giả thuyết tên Đà Lạt nó rất là nhiều ý nghĩa. Thì có một số ý nghĩa thôi thì có thể các bạn nghe tại này, như là người ta nói là lấy từ năm chữ cái đầu tiên trong từ viết từ Latin, rồi là gộp lại thành chữ Đà Lạt. Cái từ đó nghĩa là thì đó là một mảnh đất mang lại niềm vui và hạnh phúc và chữa lành sức khỏe cho mọi người. Và ý nghĩa thứ hai đó là có thể từ Đà Lạt, có thể là đây là từ Đà, trong nghĩa là nơi có nhiều sông suối và nơi xứ sở. Làng là nơi của bộ tộc, nhưng mà bộ tộc đang sinh sống. Thì các bạn có thể tìm ra rất là nhiều nguồn thông tin.